Hello mọi người, hôm nay mọi người cùng mình đi cắt tinh cây Glorious và trồng vào trụ nha. Mình phát hiện đây có một cây Glorious nhỏ, cho nên hôm nay mình sẽ cắt ha. Và trồng vào trụ. Cắt nó. Đây. Và chúng ta bắt đầu trồng vào trụ. Cắt cái lá này đi nha. Chỉ để lại hai lá thôi ha. Rồi, đây là cây con ha. Chúng ta trước khi trồng vào trụ á, chúng ta phải bắn trụ dớn vô trước ha. Bởi vì Glorious là một loài cây thân leo, cho nên là chúng ta hãy gắn cho trụ cho nó để nó mọc phát triển tốt và upside. Chúng ta bắn một cái ở bên dưới. Và cái thứ hai là cái cực kỳ quan trọng ha. Trước khi chúng ta bắn cái thứ hai, chúng ta phải chú ý là giữ cho trụ thẳng. Chúng ta giữ thẳng hai chiều bắt đầu chúng ta bắn. Vừa bắn chúng ta vừa căng thẳng nè. Đó, ở đây đã thẳng rồi. Ở đây thẳng tiếp. Vậy là xong ha. Rồi. Rồi. Trụ này mình có để bên dưới. Mọi người kiểm tra phía bên dưới ha. Rồi, mình sử dụng loại giấy thể là potting soil của Bảo An ha. Loại giấy thể này mình cũng để link ở bên dưới nhé. Mọi người gì vào xem. Sau khi lót một ít rồi chúng ta hãy để cây vô ha. Để vô. Lấy một sợi dây đen này ha. Ép nó và quấn nó vào. Cho nó dính vào. Rồi. Thế là nó dính rồi ha. Bây giờ chỉ cần đổ giấy thể vào thôi. Mọi người kiểm tra và tưới nước đúng ha. Như vậy là đã xong rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt.